Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Kawat. Hôm nay em có về cho anh em được một chiếc Omega thuộc dòng The View anh em nhé. Một cái bản X2 cực kỳ là chất lượng, anh em nhìn thấy này. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế vuông rất là mới lạ. Đấy, anh em nhìn rất là đẹp. Em này thì là tình trạng hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Đây, chúng ta sẽ có toàn bộ phần dây là dây mới nguyên luôn này, chưa hề đeo lên tay này. Và cái phần xỏ lỗ anh em có nhìn thấy này, đã xỏ lỗ ở cái lỗ áp chót anh em nhé, tức là cái lỗ này để người ta xỏ, để người ta cho vào cái gối ấy cho nó cố định lại. Đấy, chứ còn tay thì không thể, gần như không có ai tay mà to đến mức này để đeo được cái lỗ này rồi anh em nhé. Đấy, dây này, dây mới nguyên này, dây zin nguyên của hãng này, đồng hồ này, đây anh em nhìn cái đồng hồ này, không có một cái xước nào luôn anh em nhé, nó như một cái đồng hồ mới ấy. Phần đáy thế này, đáy này là cái, các cái phay xước này là phay xước zin nguyên của hãng anh em nhé. Đấy, thì anh em nhìn nhé, nó sẽ có một cái sự khác biệt so với việc mà anh em sửa ba lại. Đấy, đây, đấy, nhìn nó vẫn có cái độ mới nhất định. Đấy, chưa hề sửa ba đánh bóng hay làm gì hết anh em nhé, bởi vì trước này là hàng trưng bày. Cho nên là về thì em không cần phải làm gì cả, chỉ có cái là lo qua một cái là lên luôn video cho anh em thôi. Một cái bản X2 mà em rất là thích. Đấy, cái form dây này anh em nhìn này. Đấy, form dây nó làm rất là hay. Nó sẽ phù hợp với cái thiết kế vuông này của chiếc đồng hồ. Em này thì tình trạng là có hộp sổ anh em nhé. Đấy, đồng hồ thì hàng trưng bày rồi, nó gần như là, nó giống như là một chiếc đồng hồ mới ấy, mà lại được sở hữu một mức giá lướt rất là tốt để anh em chơi. Chiếc này thì em đang săn được sale giá tốt, cho nên em để cho anh em cũng giá tốt cho anh em chơi luôn. Chỉ với 55 triệu thôi anh em nhé, ngang với một chiếc lướt trên thị trường hiện tại. Đấy, mà anh em có thể sử dụng được một chiếc hàng trưng bày như thế này, rất là chất. Size vuông của em này là 35x35 anh em nhé, chưa tính càng. Đấy, càng thì nó rơi vào khoảng 45 thì phải 44, 45 gì đấy. Nói chung cái size này nó sẽ tương đương với size 40 cho đến 41 tròn, phù hợp cho anh em của tay vừa hoặc hơi to hơi nhỏ thì đeo rất là đẹp. Đây, em sẽ trên tay cho anh em cùng ngắm qua này. Đấy, chiếc này thì lên tay nó rất là chất. Đấy, tay chỉ cần từ 15.5 trở lên là có thể cân đẹp với cái chiếc này anh em nhé, 15.5 cho đến 17.5 thì là đẹp nhất. Đấy, mình như mình mua một chiếc đồng hồ mới vậy. Đồng hồ thì là bên em cam kết là chính hãng và zin nguyên bản 100% anh em nhé, bảo hành 5 năm, hậu mãi lên đến 10 năm cho anh em yên tâm sử dụng luôn. Cam kết là đồng hồ linh kiện và tất cả các phụ kiện trên đồng hồ đều là zin nguyên bản 100%, kể cả dây và khóa anh em nhé. Đấy, rất là chất lượng. Chiếc này thì đang có giá, nếu mà anh em mua mới tại hãng thì nó đâu đó khoảng 95 triệu, rất là cao. Thì bên em đang sẵn một chiếc giá rất là tốt để anh em chơi. Em này sử dụng cỗ máy Calibre 2601 anh em nhé. Đấy, một cỗ máy được đánh giá là cực kỳ chất lượng và bền bỉ của nhà Omega. Đấy, máy này thì nó rất là lành và được trang bị trên rất là nhiều dòng máy của Omega. Em này điểm đặc biệt nữa là được sử dụng một bộ lịch Big Date anh em nhé, tức là hai ô lịch nó sẽ nhảy độc lập với nhau, nó không liên quan đến nhau anh em nhé. Ô số 8 sẽ nhảy riêng này, ô số số 2 này cũng nhảy riêng này. Rất là đẹp. Ok, anh em quan tâm thì có thể liên hệ bên em nhé, tất cả các cái thông tin liên hệ em sẽ để dưới phần mô tả anh em nhé. Còn bây giờ em cảm ơn anh em, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.